ngồi bên quán xong bà bắt được wifi mà bà nhắn tin cho mình về nhà. Không hiểu gì luôn nha. Bà ghi là bắt được wifi bên đó luôn nha. Ủa chứ ta không hiểu gì hết. Ta bảo ủa cái gì vậy chị? Bà mới bảo là ngồi bên Dũng Mập bắt được wifi bên phòng trọ chị luôn. Sao bảo ghê vậy? Thế để em chào bên gác, em mở cửa ra em hú hà chị nha. Ngồi món gì? Dạ. Gần hai quán dê luôn. Dạ, nó mới nhắn tin em xin nó nghỉ. Sáng thì nó tính là nghỉ 2 tiếng, thì từ chiều làm cũng mệt quá. Nó có nghỉ luôn hả chị? Ừ, chiều nay nghỉ. Ra có rồi. Em muốn mua tối qua. Còn không? Hết rồi, em mới mua tối qua. Mày mềm ghê hả? Em mua cái này rồi xong rồi em thấy nó đẹp quá em mua luôn. Tối qua em muốn cái đó đó. Cho ha. Cho chị đó. Thảo. Dạ. Chị có ốp mới nè. Tại vì hai điện thoại của chị với em giống nhau. Nên xả ốp cũng tệ. Em nhưng mà ốp vào cái này người ta đâu biết mình xài iPhone ở đâu, nhưng đâu nhìn một mắt là biết chứ, ai mà dành cái iPhone mà chỉ nhìn mắt của iPhone là người ta biết được chị ơi, chứ không cần là mình phải để người ta mới biết được. Đẹp á, trời ơi, ngân hàng AB Bank là ngân hàng gì đây?
đồng. Sáng giờ xem mình nhiều chưa bà đồng? Nói giống Nguyên á, nói giống cái đấy, nó tự dọc, xong em để nó ngang rồi xong rồi nó tự dọc. Lúc mọi người tới là mình sẽ sợ hơn. Trời, tao đứng lên tao coi thôi. Được gần 8 phút rồi. Em có 6 phút à? Nguyệt kìa, Nguyệt mới đau kìa. Bình thường đi rất muộn, hôm đi rất sớm, bị video dọc 9 phút. Em ơi, nó bấm chiếc em cả 20 phút á. Bữa con Nguyệt á, trả cả cả 10 phút rồi đó. Mà sáng đi sớm xong rồi trưa chồng đón trễ chứ. Cảm ơn chị. Em đó, em mãi phóng xe quá mà. Chị gọi em xem là con Thảo nó đi làm chưa, nó quên chị mất rồi. Mà thực ra con Thảo nó chưa đi. Vậy thì khỏi nhìn thấy nó là ai đó. Nó không lấy luôn hả? Nó xé đắp nát luôn chị. Dậy trời. Ừ, cũng có khả năng á. Thank you.
Thảo dặn chị về nè, trưa nay em đi sớm á, 12:15 em đi lên đây. Thế tao còn đoán, tao bảo là lên đây tắt tầm 32, tao bảo không tới đâu chị. Cái tao hẹn giờ, tao ngủ, tao bật dậy và tao hết hồn luôn. Sau tao đi ra tao ngồi tao đợi mãi. Chị cứ lừa người ta là chị bị bị á. Bực lắm á. Nệm á là nó nệm mà nó mà xé nát ra là chắc nó tưởng giấu tiền trong đấy. Bé luôn chị. Để chị bị trộm không vậy á? Mấy con gấu bông mà nó cũng xé nát mấy con gấu bông nó không coi. Đi bé mà mình ngồi mình làm sạch ra nó không bé luôn. Trời ơi. Vậy có khả năng nó ghét á. Nó bị tức cái gì á? Nó mua hết đồ mà chị ở mấy cái mà cái sáng rồi á chị. Tết năm năm bao nhiêu ta? Cũng cách đây mấy năm rồi đó. Nhà chị ăn Tết ở hai nơi. Cái bảo là ăn Tết xong rồi dọn hết đồ dạ. Chị thích gì anh? À đi làm hả? Cho lại ngồi chủ tịch người đi. Ừ cho lại ngồi đấy đi. Cho lại ngồi chị. Nhung chị, ngồi đó nhung chị. Em mua. Chị em làm sao em chị? Em đem đồ bé em để chị đi trước ta rồi đó. Chị biết làm không? Dạ, chị có biết làm không? Chị có biết không? Dạ, em đi làm không? Chị có biết chắc không? Không để ý. Bảo là đang bảo cái vụ mà ăn cắp á, chứ bảo là để mấy hết mấy ngày Tết xong rồi nhà chị chuyển đồ vào trong nhà trong luôn. Đến mùng 3 Tết nó ra khuân hết sạch từ tivi các thứ. Dép, đôi dép của ông ngoại đi Tết mấy hôm đi lấy đi luôn. Không dọn sạch không còn cái gì hết, bảo đó nó dọn giùm rồi đó. Sợ luôn á. Nhậm sạch không còn gì.
lớn tuổi chưa? Dạ, em mới 19. Là sinh nhật em 2 rồi ạ. Dạ. Không, ý là nếu mà tính theo tuổi ấy là 19, còn không là em 2003 là 18 ạ. 2003 là 2003. Lớn hơn Nhung 2 tuổi hay gì trời? Lớn hơn em 2 tuổi còn Nhung đứng lại em Úc. Chắc giờ mãi mãi thì cũng chỉ là không bé bé được đấy. Mày vứt cái của mày đi vậy luôn hả? Mày bấm dừng chưa? Rất đúng rồi. Mấy chị ơi, ông chị này làm được cái gì đây? Chị, kìa, anh Phú kìa, anh Phú lấy cái gì cho bạn làm đi kìa. Rồi chị, Nhung chị. Anh biết gì đâu. Là anh không biết gì đâu. Xếp đậu đi cho lẹ. Xếp đậu hay là cắt cái gì kìa? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không biết đâu ăn. Xếp đậu đi, xếp đậu đi, chắc là xếp đậu. Chị, chị phải chị vừa chị vừa nói chứ Nhung. Chị cũng điện thoại kêu bạn em nói rồi. Này chị Dung Dung rồi đấy. Đậu đâu rồi? Đậu đó là ở mé bên trong ở cái nè, cho cái để Trưng nè. Nhung ngủ rồi. Bấm chưa? Chưa bấm rồi. Ủa, bấm rồi mà. Không để cho nó cái này nha. Chị, bây giờ bấm lại. Để hai cái đó. Chị xếp từ gì mà được xếp nhiều nhiều. Xếp từ từ thôi, 2 tiếng 3 phút mới tắt. 2 tiếng 3 phút tắt. Xếp cái gì thì xếp. Xếp thì anh Phú cũng được. Xếp hình anh Phú được với bạn. Anh muốn xếp hình xếp đẹp. Xếp hình gì được. Xếp hình gì được. Mẹ đã tập gì đó. Em tự tin mà. Em bảo Thủy Tiên. Thủy Tiên bảo anh chị đẹp. Anh chị bảo nó. Ở đây cũng có một cô Tiên nè. Cô Tiên này già rồi. Cô Tiên xanh. Mà chiều nay cô Tiên bị gãy cánh rồi. Nhưng mà rồi ngày mai nó ngủ đâu? Ngày mai dồn bàn xích lại đây nè, là ngồi vừa. Ngày mai cũng ngồi vai dồn bàn. Ha, ngày mai dồn lại đây nè. Là chị khỏi đường, nhưng có đường ra thôi. Chị có đường đấy rồi, chứ giờ không còn đường nào. Em ngồi với chị à. Chị xin đón đó, được không? Chị có ra. Em ngồi với chị, em ngồi với chị người chán rồi. Em ngồi với chị người chán rồi. Hả? Đâu, em xin đi buổi sáng rồi. Ủa, chiều nay con Nguyễn nó có đi làm ta? Quay 2 tiếng 3 phút. Đi về cả. Ngồi rồi chị biết đi. Dạ. Anh có biết gì đâu. Anh chủ không biết gì. Trời ơi. Anh là có. Nhung chị đừng có để điện thoại lên bàn. Mình tự nghĩ ra mình xếp cái gì thì xếp cây, xếp xếp xe đạp.
bữa nay thị trường cạnh tranh rồi nha mấy đứa. Không còn mà để mà I love you chứ ai nữa nha. Chị cho chị xin quá xúc động thì cũng I love you. Đây cắt chữ cũng cấp I love you. Này chị Kim nghe á. Nặng nó thêm không I love you. Được ai đọc xếp chữ chứ, xếp số chứ. Ủa xếp số không được hả anh? Anh có đặt tên. Thì ghi là... Số. Số? Số anh không có xếp. Chị Kim. Dạ không? Nguyệt đến chết cha rồi, Nguyệt đến rồi, nhập cho Nguyệt ngồi. Cảm giác điện thoại nặng vãi ra. Anh ghét á. Tự nhiên thấy nó nặng quá mày ơi. Không, học cầm nó dễ, nó không có bị đỡ. Thì ghét xài ốp lắm ạ.
chị X đó, em XS nè. Giờ chị bằng em rồi đó. Xa mà chả bằng. Sao mày bỏ đèn led lên làm gì vậy Nhung? Em chưa xuống. Chưa đủ sáng em. Chiều đi siêu thị không mọi người? Tối hôm qua chồng chị nhắn là rủ là ngày mai đi siêu thị đi, đi mua bộ dao. Ta hơi sợ sợ. Chị thấy em ngồi đây có gì đắt rồi, chị thấy nó bột đen. Không, chị đang ngửi rồi, rồi đó chị đang đau đầu đây này. Chị hiền lắm, sao em nghĩ chị vậy? Em sợ. Nhắm kéo nhẹ nhẹ chị sợ. Em làm gì chị đâu? Em chưa làm chứ em làm nữa là chị. Mai tự nhiên mọi người lại thấy Thủy ôm bàn ra bên kia ngồi. Tiền hôm nay gãy cánh hả? Bận bệ. Con đó anh đặt con gì á anh Tư, anh Vũ? Hai cái con đó đó, anh đặt con gì vậy? Chuột. Con tiên nó bảo là con thỏ ấy. Con đó rõ là em nhìn thấy con chuột. Nó cứ bảo là con thỏ.
hoa hồng. Thế mà em thuê cho chị một chữ được không? Chữ gì? Chữ gì nhỉ? An. Không thuê chữ đâu. Họ tên cho để Vũ Bảo An. Nhớ nhà, nhớ theo nha. Nhớ chứ, nhớ chứ nhìn thôi. Thiêu xong rồi hoa hòe hoa lá thế nhỉ? Được không? Kỳ vọng, kỳ vọng. Thiêu tên xong rồi hoa hòe hoa lá nó có kỳ vọng. Trang ơi, keo nó nha. Cái keo này nè, cho xin một cái đồ nữ nè. Cái này mình dán mồm Thank you.
mạnh. Buông đầu là nó làm sao đi. Thank you.
Kinh nghiệm không hả? Không mệt quá, sẽ bảo là cho nó nghỉ ngủ chiều nay mệt quá. Chỉ đang buồn với em vừa. Thank you.
tiền tiêm cũ đâu biết có tiền tiêm mới nó tới. Cái gì đó. Khổ lắm.
con đi sớm, con đi sớm mà không để ý cái là vô tình vậy thành. Làm kiểu làm vừa làm vừa tới chị. Đó. Thế thì trong iPhone mình gọi là gì nhỉ? Somalo gì đó. Cái đó đó. Slow motion. Trần á. Không sần trần gì hết mà lo. Lo mo gì đó, lọ mọ gì đó. Cái hoa này dán trên bàn thờ được đó. Đúng. Không, đi là... phải không? Mấy cái này em thấy nó thấy ở ngoài á, phải không? Mấy cái bông hồi sáng đâu lại dục vào đó nó lại. Đây, đưa đây, đưa đây. Cái này đâu có trứng nữa. Không, ý là đưa đây, cứ đưa đây đi. Đừng bỏ rác vậy. Trời ơi, em bóp nó thành nát quả cam rồi còn đâu. Để tớ tận dụng sau này tớ sẽ làm những cái đồ cho mấy bạn trang trí. Những mấy bạn đừng bỏ đi. Đừng dục đi. Em dán hờ lắm, cái này keo keo này nó không dính con này, bữa sau chị đừng mua keo này nữa. Em phải dán hờ cho hai mặt đó, nó không thấy đâu. Thì ý là cái gì mình cần đẹp thì mình dán keo hai mặt, còn nó nhìn đơn giản thì mình biết đi ấy. Không có dính thường. Dán keo thường thôi, dán được có dính trong video được rồi. Quê nhờ nãy hai vợ chồng về đi nha, cô tự lấy quả không lấy chị. Còn cái này có chung được không? Để không đường. Chung đi nào, chung cái gì? Dán lên đường đẹp lắm á. Thì đó, dính cái này thì cho nó dính lên đây. Dính không? Dính chứ. Cái này thì dính chắc vì nó không ấy, chỉ cần dính đẹp thôi mà. Tí dính cho em ạ. Thích thì cứ dính, thích thì trang trí góc mình. Trang trí trong cái gạch này là có gì sau này bỏ cũng dễ bỏ. Cái nền xi không bỏ được nhiều. Tí em sẽ cắt cái con đẹp hơn được không? Em muốn nhìn thấy. Khó cắt lắm. Nhưng mà đẹp. Đẹp lắm. Không biết có cắt được không? Người ta còn cắt cả ra nhiều cái xe đạp các thứ. Lô á. Cắt ghê thì. Đây, em cắt cái này. Giấy kính thế này cũng được mà. Do mình đi đường nét thôi. Mày. Nhiều đứa cứ tưởng mình lừa, sợ lừa nó bị kèo
kéo suốt thôi. Đúng rồi á, nhiều người cũng không được gì đâu mà ngồi không được nhiều tiền thế gì đó. Đúng. Thế này đi này có tâm lý vậy không? Dạ. Nó nói thật nhưng mà trời đến nào đây có chẳng vậy. Nói chị là tìm người hay không? Không, chị nói mà. Kêu mà. Ủa sao biết hay vậy ta? Chị nói cho chị chứ sao biết. À ý là chị đường hả? Trời ơi, nãy em đứng trên gác em vứt cái khẩu trang bay, chị không nhìn thấy em à? Vậy là căn nhà thật lùi đấy, chỗ đèn xe ra mới nhìn. Đúng. Cái này đứng trên khúc trên này nè, trên cái khẩu trang mình lên, bậc thang mình lên trên ấy. Đứng trên đấy thì sao mình thấy nó bị khuất đúng không? Chị phải đứng ở chỗ cái ông xe khúc á. Đúng là tại lúc mình xuống xe khúc mình nhìn lên mình thấy. Mình thấy cái lối cửa sổ nào đó. Đứng chơi uống hả chị mà. Chị không chơi thôi. Chẳng nói thể chứ không có là hai cái mắt được nha. Chị ơi, em ơi, chị ơi, chắc người ta cũng nhìn là hai con điên. Ở đó mà có kêu cũng không nghe đâu. Có nghe thì Yến kêu không à? Cái Yến nó kêu kinh thật chứ. Đúng không? Cái cửa sổ nó mở ra là thấy cái mẹ Yến này đúng không? Đúng. Đúng rồi, đúng rồi đó. Mình nghĩ là em còn nhìn thấy ông xe cúp lao vào đó. Đúng đó, cái lúc ông xe cúp lao vào là lúc đó mình đi lùi lại mình kiếm coi phòng trọ nào đấy mà mình đi chưa tới. Đi nữa. Ghê thật, tính ra wifi bắt cũng xa chứ nhở. Mình vô cái đó nó hiện lên. Mình hỏi nhà trọ ai chứ. Mà wifi bên An Phú nhà mạnh ghê á. Bên phòng trọ An Duy, Cái gì Duy của con Tiên ba? Hoàng Duy còn bắt được mà. Wifi bên đấy không bắt được, mà lại bắt được wifi bên phòng trọ em. Bé Tiên này này, có bạn không này? Cô bạn có làm chung. Chị có thể chị em ở đây ở nhà nhưng mà chỉ ra cỡ một tháng tại vì đó là chị lên thành phố rồi. Một tháng hả? Dạ, chứ cũng đang ở nhà. Thì cứ làm một tháng đi. Dạ. Em kêu được mai kêu vậy chị em cũng làm đi, nếu như Nhung lớn nó về á. Dạ. Nó kịp thì cho Nhung lớn cũng làm đúng, đúng, đúng. Tớ tính là ai không? Dạ. Để đi kêu chị em mai đi làm luôn ha. Dạ. Trời hay quá. Hay không? Ta. Trời ơi, tớ hơi là bị mình nữ, là có người nữ đó mà với Tuấn. Không biết mình thì sao, nhưng mình thấy Tuấn mình nghĩ là con trai. Em tự em cấm được cả đỏ. Đây. Làm sao? Thì ông nhắn chồng Nguyệt nhắn tin anh Tuấn đó, xong rồi bảo anh không tuyển con trai, bảo em hỏi cho vợ em đó. Mày lót chậm thật đấy. Chồng mày ngày. Chồng mày lúc sau mới nhắn tin cho chị Hồng. Làm mà bó một tay. Không phải, ý là lúc đầu tính không đi. Tính đi xong lại kêu ở nhà, thôi ở nhà đi. Xong rồi lúc sau lại kêu đi. Hỏi lúc giờ anh cứ nuôi được tôi mà mọi người dữ rồi nhỉ. Mình được một tiếng chưa? Mình được một tiếng mười mấy phút rồi. Mình ghê thiệt. Các em thì được không tin.
từ hôm giờ là mười mấy ngày rồi, 17-18 ngày rồi. To rồi mà. Âm á. Đi cứ nghe lâu lâu nghe nó kêu cả ngang miệng cũng vui. Đúng rồi á. Thì khẩy. Ờ, lâu lắm rồi không ai nghe ông kêu. Cười khẩy. Chị cười khẩy. Chị thích cười khẩy không? Mặt chị cứ lì 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 trộn mắt lên. Chị thích cười khẩy em không? Trộn mắt. Chưa chị ơi, chiều nay mới ấy mà không biết chiều nay có lấy được không. Mệt, đang mệt mà. Trưa nay em gọi điện, em hỏi có đi làm không, cái đường mà trả lời kiểu gãy cánh á. Thế là bảo chị xin giùm em nghỉ với, em mệt quá. Đã biết sao. Nhìn ở ngoài cũng xấu mà. Ý là lên hình có đẹp không? Yeah. Vãi. Ý là nhìn ở ngoài xấu mà lên hình đẹp lắm. Nhìn 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 đẹp đó. Em biết vẽ hình mà đúng kiểu mẹ ấp con á, kiểu là phác họa thôi. Có hình vẽ đấy là bốn hình vẽ hình chứ. Vẽ đây có vẽ đâu? Vẽ đây nó mờ lắm, bút chì này nó không có bút chì ba d mình vẽ không thấy đâu. Vẽ sơ sơ thôi. Nhưng mà lâu lắm á, rất là lâu lắm rồi, đến lúc em không theo được người. Chị tính sao? Vẽ nhỏ luôn. Ừ. Vẽ nhỏ nhưng mà mình thời gian cái nét vẽ của nó từng nét vẽ mới lâu rồi chứ còn vẽ vẽ lâu mà. Vậy hả? Nhưng mà vẽ nhanh thì vẽ ở bốn chị thử theo đi chị biết. Khiếp điện thoại, ui dồi điện thoại Nguyệt. Mày gọi về. Đấy, đang rất là gì? Thiếu kể cho nghe, tả cho nghe này. Dạ vâng ạ. Đây màn hình tự nhiên nha, tự nhiên đây ví dụ đây là cái tên người gọi đúng không? Mà tự nhiên có người gọi cái đấy, cứ mỗi lần rung cái là bắt đầu cái này nó nhảy xuống đây, nhảy lên nhảy xuống, nhảy lên luôn, nó tăng nhiệt hết luôn. Dạ. Hay á. Em đi ra bên điện lực em thanh toán luôn đó chị. Bên điện lực luôn đó chị. Cứ mỗi lần rung là nó nhảy. Ụt cái là nó nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống, ụt cái là nhảy lên, nhảy xuống. Chị nói thật. Không tin tí hỏi con Nguyệt mà coi. Tí nó tả lại cho mà coi. Em đi thẳng vào chỗ đó cho nó đi. Em ơi, tại nó biết
hơn vậy. Mỏi thơm chứ hả? Mày mấy miếng rồi hả? Mày miếng để góc không ăn? Không muốn rửa hết. Để dạ. Cái bịch nè, cái bịch nè, ừ. Trên bịch đó. Nè, thơm đó. Đã nghe nhỉ? Mà cho nó nhảy ghê vậy Nguyệt. Chị không thấy nó thế này à? Đấy, bây giờ nó lại bình thường rồi. Nhưng mà sao? Đấy, thì sao nó lại nhảy? Đây chị thấy giờ bình thường rồi. Thôi, thì nó bị vậy đấy. Cứ mỗi lần nóng lửa nóng vậy. Lâu lâu nó bị nhiều, lâu lâu nó lắc vậy đó. Chứ có tiền thay điện thoại đấy chị ạ. Mà mấy cái chuyện thay điện thoại đi. Không ăn, ăn chị.
to ra thôi em ăn nó được. Nói không ăn rồi mà cứ mời hoài. Ăn thôi. Chị đó đi, đưa nó chấm đi. Chị không chấm nữa đâu, chị ăn ổi có bao giờ chị ăn muối. Chị bắt buộc ở trong cái tên chị tìm mẹ có khi là chị đã tên nghỉ thế biết dạ chị
Linh hả? Dạ. Lẽ ra con kia là phải bỏ bớt chữ R đi. Ở linh tinh. Sao lại là Trinh chứ? Tại sao lại là Trinh chứ hả? Kia là con tờ rinh nhỉ. Đọc đọc tên kiểu rinh dân tộc. Trời ơi chị người ta bây giờ mình phải dân tộc là gì? Em là gì? Dân tộc Kinh. Không, em là cái gì? Trời, em dân tộc Kinh chứ chị dân tộc Sợ. Ở đâu ra mà dân tộc Kinh? Thế mà phải mất một năm trời mẹ chồng mình cứ tưởng mình là dân tộc đấy, bà bị em lừa, em kêu là dân tộc Sợ. Bà tưởng em dân tộc thật. Khổ. Bà cá với bà chị dâu chồng là con Thủy dân tộc mà, dân tộc Sợ. Bà bạn hát ta cười bể bụng với bà mẹ chồng là luôn. Màu đỏ quá mà xanh, thì chị ghét màu đỏ tay. Màu vàng. Nó lừa tím đấy, bảo không, nó nói với tao nó dân tộc kia Sợ mà. Không sợ nó còn gì. Thế lúc nói lại bà không bạn lại thế à? Bà cãi mà kêu là không nói với tao là dân tộc Sợ. Không, bà kia bà nói cái mẹ là con dân tộc Sợ ấy. Bà không biết. Vì con bà chị dâu em rồi, nhưng mà bà không nói gì hết. Không. Bà, con chị dâu em cũng là dân tộc Mường mà. Nên bà tưởng là bình thường. Em bảo em dân tộc Sợ ấy là bà với bà chị chồng, chị dâu chồng á. Cá. Xong bà bảo mày chụp cho tao cái chứng minh. Xong nói xong bắt đầu về bà chửi em. Bà bị mất nổi lỗ, bà về bà chửi em. Mày lừa tao. Thế biết mẹ chồng em hiền. Không biết. Không biết bị lừa. Bà hay có cái tật mà cứ bà hỏi mình bà nhờ cái gì xong rồi mình bảo là mình chưa làm á. Bà thế nào bà cũng quạt mồm lên á. Là em cứ thế vậy là bắt đầu cứ hỏi cái gì em bảo chưa. Trời ơi con biết đâu quên cha. Là bắt đầu bà chửi từ trên nhà chửi xuống dưới bếp. Rồi bà đi xuống bà nhìn thấy bà đi lên bà lại chửi. Bà mày suốt ngày mày lừa tao.
nấu đồ ăn thì có cái tật bán quán cơm á, nấu đồ ăn cứ có cái tật là bắt lên đấy nấu xong bắt đầu đi ra chợ mua rau mua cỏ gì đấy, đi tới đâu á xong rồi về bảo ôi trời ơi không biết cái nồi thịt của tao còn hay cháy mất nồi thịt ơi, thế là lại bị lừa cho lại chửi hoài không chán. Như ca nhà cái gì em vui đúng không? Kiểu anh Thủy ở đây là vui á. Nếu bà ca là mẹ em vui buồn. Nếu nó chậm. Chậm mẹ chồng là mình nhìn vui hả? Xin tỉ. Đúng. Bố chồng có cái tật vậy á. Ông mà sai bà làm cái gì mà bà làm rồi nhưng mà em cứ bảo là chưa. Là thế đâu lại chửi bà. Mẹ cái con này. Cắt nhỏ, nó cắt trong cắt bằng cái vòng tròn mà nhất trong.
trưa mà đi nhậu ha. Nóng chết bà luôn. Đâu qua mắt không? Không. Nhậu mà đi về đi làm công ty nữa chứ. Qua qua đấy. Không qua đấy. Đi làm về công ty nữa. Tốt không chứ. Thank you.
Ở dưới đây lương còn non cao anh chú. 6 triệu mấy lận nữa hả? Thì trường tư lắm. Chỗ chị đâu em là có 4 triệu à? Đóng bảo hiểm đi á, là còn có 4 triệu mấy nữa. Vậy hả trời ơi. Ủa, thế là bà ấy cứ như vậy luôn hả? Chúng tôi gọi luôn hả? Ai chị? Dối. Ừ, chồng làm cái đếm hả? Giờ mà kêu nó về đây đố nó về. Không về đâu. Thank you.
Trường đây đây. Nhóm trẻ mà nó còn thê. Đấy nhiều tiền em thấy. Em cũng ràng lắm, nhưng mà đợt trước em cũng đi nhóm trẻ. Em tính gửi con bé nhà em rồi, em thấy là con mình không có tiền luôn nè. Là 4 triệu mang về, là ăn đó luôn, là còn chỉ còn 4 triệu mình mang về là không mất mát một gì nữa hết. Vậy nếu mà lương nhà nước hoặc là lương ấy thì cũng cao. Lương cái cô là nhóm trẻ nam tuyển. Trên đây trường mầm non đầy. Tại vì cái đấy nhu cầu càng nhiều, càng ngày càng nhiều mà. À, không kêu chị lên giữ tư đi. Giữ tại nhà ngon hơn á, 3-4 đứa thôi, tại vì chị có kinh nghiệm nhiều rồi á. Giữ 4-5 đứa cơ mà đầy tiền. Đúng không? Thuê nhà nguyên căn. Một đứa 1,5 triệu, nhưng mà em bây giờ chị Hồng đang gửi nè là 1,6 triệu nè, là bằng con cuốn đó. Mà bằng con cuốn nó cũng ngoan rồi mà. Ăn thua mẹ quá. 4-5 đứa cơ mà. Nấu được hết á. Em thử rồi mà. Em còn giữ cả cái thằng đặc trời mẹ nó còn nấu được mà. Còn nếu mà không ấy thì đi thứ tư đầy. Khoanh đi. Đầy quá trời. Mình không làm được cái gì đấy. Khủng gần đấy. Khủng gần đấy. Mầm non giờ nhiều lắm. Không sợ không có việc đâu. Mình có không nhìn thấy thì luôn mà. Em hơn chị 10 mấy lần á.
chị không nhìn thấy thật. Ngôi sao lại che mất rồi. Mày đứng lên tao đố mày nhìn thấy luôn á, chứ đừng nói tao. Cái ngôi sao nó che rồi. Đúng không? Mới ơi, có bà 15. Thì biết em canh đồ ra. Cái đồ 35. Củ bắp. Chị đi hơi bị sớm. 12:30. Đúng. Đẹp quá nè. Đẹp không? Mới bị đẹp. Chị lấy về chị bán rồi chị. Chị đã bộ chơi tập chơi dưới. Cái đó để clip sau chị cắt. Chị cắt thử rồi. Cũng hơi khó. Trời nhanh trời. Yeah.